có vẻ quyết liệt hơn kinh. Kìa, có bạch, nguy rồi cô ơi. Chuyện gì, Mạnh? Dạ, thầy Danh bị bắt ở Bắc Mỹ Thượng giải về đây, em muốn nhờ cậu bảo lãnh. Nó bị bắt, bị bắn hay sao, thầy kệ nó. Ăn thua gì với tao, với mày đâu mày sợ. Nói tao bảo lãnh. Dạ, em là bạn xứ sở với Danh, nên sợ bị liên can. Mày làm việc Minh hay sao mày sợ liên can? Dạ, dạ, dạ không, không phải. Nè. Dạ. Nếu mày có làm việc Minh dính líu tới thằng Danh, tao sẽ cho thằng cò ba xét nhốt và bắn luôn. Thử bụng con người chơi với thằng Mạnh này đâu có sợ. Ê Mạnh, bây giờ mày tính sao? Không mấy trốn để chán. Tao cảm ơn tụi bay đã báo tin Danh bị bắt. Tao đang nghĩ cách cứu thằng Danh hơn là trốn. Phải lên mặt trước rồi mọi chuyện tính sau. Nè, tao có đem xe lại kìa, vậy mày hãy mau leo lên xe kéo tao kéo đi vòng vòng, chớ ở đây linh linh sẽ bắt sẽ còng. Mày vô tù với Danh, cả hai chết luôn còn đâu cứu Danh. Tao chưa hành động Danh đã lâm nạn, không biết làm sao cứu Danh mới xong. Lệnh trên cho phép tám sát thằng cò, cò tay ba sát tên hung ác giết người. Với vừa nhận xong khẩu súng rô lô thì tụi bay báo tin. Thôi chớ nên do dự lên xe lánh mặt, đưa súng cho tao chuyện gì tính sao. Tên kia đứng lại. Bà cò. Tên kia Mạnh. Anh Mạnh, tôi đến là để gặp anh đây. Bà còn kêu tôi bằng anh. Không lẽ tôi trắng trợn gọi anh bằng chú? Vì trước kia anh cũng có một thời gian làm chồng tôi mà. Đừng, tôi không phải là chồng bà. Tôi sợ bị bắn lắm bà cò ơi. Xin bà đừng nhắc chuyện cũ với tôi. Thôi được, thì nói chuyện mới vậy. Anh Mạnh à, tôi biết anh đang sợ bị bắt, bị bắn vì liên can với tên Danh, cho nên tôi đem đến trả lại cho anh vật này. Hả? Giấy thông hành? Đúng, giấy thông hành có dán ảnh thầy Danh mà lại mang tên Mạnh. Đừng sợ, thầy Danh bị giải về Bót Katina rồi để được tôi bảo lãnh. Tôi lấy giấy lại trả cho anh đây. Tôi muốn biết hiện giờ thầy Danh ở đâu. Đã được tự do và sắp làm thông ngôn cho cò ba xét. Anh ấy sẽ gặp tôi ở đây. Tôi muốn gặp anh ấy có được không? Không. Hồng Nhi đã nắm rõ lý lịch và hoạt động của anh là trong ban ám sát của Việt Minh. Anh Mạnh nè, vì tình nghĩa vợ chồng mà tôi cứu anh đó, anh hãy trốn đi, đi ngay đi. Vâng, tôi sẽ đi ngay và không bao giờ trở lại. Nhưng không phải đi trong lo sợ, mà đi để quên một mối hận bên lòng. Xin bà đừng nhắc với tôi hai tiếng vợ chồng. Tôi bây giờ sống với cuộc đời cô độc, bên những bạn bè nơi xóm nhỏ ngoài ô. Ở đời có những lần gặp nhau sau đầy tình cảm tân tương, để ôn lại những gì trong kỷ niệm. Còn có những lần tái ngộ lòng thêm đau, thì bức hận căm hờn. Thôi nói nhiều quá, đi đi. Cảm ơn bà. Dạ, có người đến trình diện bà cò. Chưa gặp tôi. Dạ. Anh kia, vô đi. Dạ, cảm ơn anh. Xin chào bà cò. Thầy Danh, thầy bị bắt từ Mỹ Thuận giải về. Thầy có biết tại sao thầy không vô khám mà được đến đây không? Dạ, biết chứ. Nhờ bà cò bảo lãnh cho tôi. Thế à? Thế thầy có biết lý do gì thầy được tôi bảo lãnh không? Dạ không biết. Không biết? Sao ngây thơ quá vậy? Nè, tôi nhắc cho mà nhớ nha. Tôi
chỉ gặp thầy có một lần tại nhà Hai Lộc. Trong nghịch cảnh gió xa buồn đau, tôi cảm ơn xiết bao. Một chàng trai thông minh hiền thô lại bị Lộc cắm sừng cướp vợ. Tôi nhớ bóng thương hình, có dịp này mới tỏ tình. Dạ xin bà hãy thương giùm cho tôi, đừng nói thế bà ơi. Thằng tôi khổ thân nổi trôi, bà sang trọng uy quyền bất tận. Vợ của ông còn hết thời mới yêu bà. Thì sợ súng mà. Đừng sợ, hai tiếng súng ấy nổ vào một người khác chứ không phải của thầy đâu. Hả? Bà nói người khác? Người khác là ai vậy? Thằng Mạnh. Hả? Lính của chồng tôi vừa hạ sát nó ngoài đường phố để thế mạng cho anh đó. Trời ơi, bộ xúc động lắm hay sao? Mạnh, Mạnh ơi, tôi không ngờ bạn đi vào cái chết qua một âm mưu sâu độc của kẻ ác tâm. Trời ơi, thật là khủng khiếp quá, ghê tởm quá. Thôi, ai cũng một lần chết, đau khổ có ích gì đâu. Thầy Danh à, thầy thấy đó, tôi đã đứng ra bảo lãnh cho thầy, đem cái sinh mạng của Mạnh để thế cho thầy. Vì mà không nghe thầy nói tiếng nào cho mát bụng, lại còn buông lời trách móc nữa. Thôi bà hãy im đi, đừng đổ vào tay tôi những lời điêu hoa gian trá. Mà chính bà là thủ phạm đã gây ra thảm cảnh. Mà tôi sẽ mãi mãi không quên những khuôn mặt tối tăm từ cuộc sống bon chen hỗn loạn điên cuồng. Mạnh ơi, bạn nằm xuống nơi đây, xin ghi nhớ một lời. Nhận về mình cái chết tôi, xin thầy bất kể họ. Còn bà cò, tôi là một tên tù đang thương khóc bạn tôi đây. Tha hay giết tùy bà định đoạ. Nhưng khuyên bà đừng nói với tôi lời bẩn cợt, làm bùng lên chuyện ân nghĩa phải trả bằng ân nghĩa. Tôi nói thương sao anh lại nói oán hờn? Ở đời ta nên xử với nhau cho hợp lẽ công bằng. Tôi thông cảm anh khổ đau vì thương bạn, nhưng không nên vì buồn mà cứ tùy tình thương. Tình yêu say đắm và quyết liệt, những gì anh cho rằng em điêu hoa đáng tiếc, gầm vô cùng thì không đáng tiếc mà thương. Đời em như chiếc thuyền trôi, quyền quý giàu có mà buồn anh. Thuyền thôi giữa dòng. Bà ơi, thuyền bà trôi thì để cho nó trôi rồi chìm luôn đi, chứ cái thằng này không dám vớt đâu bà. Thôi, chào bà. Đứng lại, anh chưa đi được.
bà Cò, tôi có thể kết liễu mạng sống của bà để trả thù cho bạn tôi, nhưng không, bà không phải là đối tượng chính mà chúng tôi cần tiêu diệt. Cảnh cáo bà đó. Chào bà. Thằng khốn kiếp, bớ đây, bớ mặt. Chú Tư, sẵn xe tôi chở chú đi xem và xây lại cho tôi cái buồng tắm. Dạ thưa bà Cò, tôi đang kẹt coi thợ sửa điện nhà. À, có anh thợ điện nữa à? Dạ. Thôi nhân tiện đây mời anh đi luôn để xem và thiết kế lại đèn trong các phòng của khách sạn tôi. Dạ thưa bà Cò, tôi kẹt mấy cái nhà bên cạnh, xin hẹn bà Cò sáng mai được không ạ? Sáng xe thì đi luôn tới đó xem xét trước rồi mai làm. Thôi đi, đi anh. Hả? Kìa. Xin kính chào bà Cò. Anh thợ điện, tôi thấy anh dường như có vẻ quen với tôi à? Dạ bà Cò có quyền quái thế lực, có lẽ nào lại quen với một thằng thợ điện như tôi. Chắc là bà lầm ai đó. Một bóng hình trong quá khứ xa xôi bỗng hiển hiện làm tâm hồn tối sao xuyên. Xin bà Cò đừng lầm, tôi chỉ là một thằng thợ điện. Mà chính là một chàng trai hiền hậu nơi chốn quê xưa, đã làm rung động trái tim của một người con gái có ánh mắt thân yêu chứa chan niềm lưu luyến với bao lời nồng đượm tơ duyên. Phải chăng là người mà tôi yêu đã từ trong dĩ vãng quay về? Tôi như vừa nghe văng vẳng bên tai rạng dỡ tim tôi. Ai bị bắn chết rồi, ai hiện diện nơi đây, ai phản bội và ai chung thủy? Trời ơi, tôi đang sống trong mơ hay là thực tế, mà đầu óc tôi rối loạn quay cuồng. Bà Cò, bà nói cái gì tôi không được hiểu, có việc chi mà bà rối loạn? Tôi nói sự có mặt của anh đột nhiên đã làm sống lại trong tôi một quá khứ đau buồn. Hồi ấy chúng tôi chưa kịp làm đám cưới thì có tin người tình tôi đã bị bắn chết đi. Mỗi âm tin điền biệt kể từ đây tôi cô độc như chim non nương cánh mẹ. Rồi chiến tranh đã làm mẹ tôi lâm tai họa, phải lên Sài Gòn và bỏ xác nơi đây. Trời ơi, của thần trào dân khi nhắc đến mẹ tôi, người ta đã lợi dụng đưa tôi vào cạm bẫy. Tôi quán thù rồi như điên như dại, buông thả thân tôi theo lượng sống của đồng tiền. Nghe tâm sự của bà, tôi cũng ngậm ngùi chua xót. Nhưng vì lẽ gì bà đi thổ lộ với tôi chứ? Vì tôi không thể lầm, anh thợ điện chính là... Là ai thưa bà? Danh. Không. Anh Danh. Em lại anh. Anh hãy nói lên đây một lời tha thứ cho kẻ đã xa chân vào cạm bẫy của đô thành. Em thù hận cuồng điên, ngờ đâu lại có
từ. Bà ơi, tôi đúng là thằng dân không hề đổi thay, luôn nuôi vọng một ngày kia trời trong mây tanh sẽ gặp lại người yêu để kể chuyện nhớ nhớ thương thương cho thỏa khi tháng đời năm chờ. Nhưng có ngờ đâu tôi phải tận mắt nhìn theo người cũ xa. Khóc thầm quay mặt cố vùi lấp cuộc tình trong lớp bụi thời gian, vì trong tôi còn gánh nặng phải kêu mang, đó là nghĩa vụ của người trai yêu nước. Gặp mặt nhau đây hãy chúc mừng còn sống sót, đừng nên bởi cho than mà oán hận chuyện tình. Anh em, không ngờ anh thấu cảm quá, khiến cho em càng tự thấy mình bé nhỏ xấu xa. Bà ơi, có gì đâu là thấp cao hay to nhỏ, vì mọi con người đều giống một trái tim. Dầu cho cuộc sống như con trót xoáy đảo biên, xô đẩy cô gái nhà quê thành một mệnh phù sáng giàu. Nhịp tim không rối loạn, không quên cội nguồn làng mát khói.